Nè, tao nói tụi bay nè, tụi bay nhắm làm được không? Làm được cái hết hay đâu? Như đâu mà công trình lu bu của bay làm cái câu thời gian cái gì? À, tao mướn tụi bay ra bay lại cái câu thời gian cái gì? Bực bội nha, công trình còn nhiều, làm được thì cái hết. Như đâu gặp như công à? Alo, nè, nói cho tụi bay nghe nha. Tao đang bực bội nha, công trình đang lu bu nha. Đi giờ nào không đi, đi đâu giờ này á? Ủa, bay làm bên hậu nào nói đi, ta đuổi gì hết nè. Đang bực bội nha, đừng có chọc tao. Em giận anh luôn, em giận luôn. Ủa? Em cục vàng quá anh nè. Ủa, cục vàng hả cục vàng? Trời xin lỗi nha em, tại vì anh tưởng đâu quá là mấy thằng lính của anh. Đừng có giận anh nha, nó nghe nè, bây giờ em rảnh không? Em giận rồi, không còn cục vàng nữa đâu. Nè, em à, bây giờ nè, anh chở em đi ra ngoài tiệm xe, ngoài đây là mua cho em chiếc xe lịch đồn, như hỏi anh hứa đó. Rồi anh lại lên hú hồn à, làm ăn lính mà cái cục vàng của mình để mình gửi đâu ai, chút xíu nữa là mất ghệ luôn rồi. Thôi mình chở đi chơi mới được. Mực bội gì đâu á, mất người ta đợi từ nãy tới giờ à. Cục vàng đợi anh nghỉ lâu không em? Em nghỉ chơi với anh luôn rồi. Ủa mà làm gì nghỉ chơi anh à? Nè bớt giận đi em, nó nghe nè, biết sao không? Tại vì công trình anh bữa nay quá trời nhiều rồi nên anh lại trễ, em đừng giận anh nghe em. Rồi đi sao đi xe này. Nè, anh nói em nghe nè, xe lịch của anh á, bữa nay á, là anh đi chơi bỏ trì vậy em. Đi xe này cũng đẹp mà. Không chịu, không có xe hơi, em không đi. Em à, dán đi ha. Một hồi em chở em đi công ải mua cho em chiếc xe hơi mà. Em không đi. Em tối nay em giận hờn vu vơ hoài tội nghiệp anh em. Nè, ông ấy đi nha, người yêu bé bỏng của anh ha, lên xe anh ha, anh chở cho đi mua xe lịch ha. Em không chịu. Em tối nay em giận hờn gì hoài với em. Em muốn xe hơi à. Thì bây giờ anh chở em đi mua xe hơi nè. Anh biết đi xe này nắng đen da em không? Trời ơi, nó thiệt cho em biết bao nhiêu người ao ước mà ngồi xe này còn không được đó em. Em là đã thiệt tại anh thương em lắm á. Anh mới là cho em chở em xe này đó. Nè, lên nha, nghe cục vàng của anh đừng giận nha. Lên em, nha. Lỡ lần này thôi á. Rồi, lần sau đi. Anh đi xe lịch trước em nha, anh biết rồi. Nhanh đi. Anh sợ đen da em ha. Rồi, lên xe em. Bây giờ hai đứa mình đi ăn uống trước rồi hả đi mua xe lịch hay sao em? Mua xe liền. Em muốn mua xe liền ha. Nhưng mà em anh nói nghe nè, mua xe xong rồi cái anh chở em về ra mắt ba má em luôn ha. Thôi đi về ra mắt làm chi. Ủa mà từ hồi mà anh quen với em tới giờ nè, tự nhiên đang vui cái đội ra mắt. Ủa cái gì em thì, nè bây giờ hai đứa mình nè quen nhau là đúng không, thì lâu rồi em không cho anh về ra mắt ba má em để cho ba má em biết anh là ai chứ. Thì tự nhiên giờ đi chơi tự nhiên đội ra mắt làm chi, thôi nghỉ đi, không đi ra mắt gì trơn á. Bây giờ nè anh nói em không hiểu ha, mua xe là em xong tại vì em phải giới thiệu với ba mẹ anh là ai đó, ba mẹ biết là anh là con rể của ba mẹ hay sao, để ông bà ơi mới cho anh cưới em chứ. Sao mà em giới thiệu được? Trời, em nói sao tức chứ cây, anh giàu có nè, em về em giới thiệu ba mẹ là sớm gì nở mặt nở mày làm gì không được. Em không có được là không có được. Mà sao mà không được em nói nghe. Thì em không có được mẹ. Mình làm gì không được kỳ vậy, hai đứa mình quen nhau mà làm gì không được. Thì ngãn qua em dắt thằng kia về rồi, giờ em dắt anh nữa sao được. Cái gì em nói gì không? Yeah. Em nói gì không? Nói là anh nghe không? Thì em không có được mà, em không có được. Em nói lại về anh nghe rồi đó, em nói lại cho anh nghe coi. Anh muốn chính miệng em nói đó. Thì hôm qua em dắt thằng kia về rồi, giờ anh về nó sao được. Ừ, em dắt thằng kia về rồi ha. À, chị hôm qua dẫn anh về sao ba mẹ anh biết đó ha. Nè hôm, anh nói em nghe nè, đầu anh không phải dễ cắm sừng như hôm. Nha, cứng lắm em. Làm gì? Rồi, có sự. Đừng có giỡn với em. Nó thiệt với em nè. Anh đi, mặc dù là anh đại gia thiệt, anh tiền tài này nói đầy đủ, tính mua cho em chiếc xe lịch, nó thiệt với em là mua cho em gần cả tỷ đó em. Đi anh đi. Khỏi đi em. Em nghĩ sao vậy không? Trời ơi, dẫn thằng này dẫn kia về. Ủa, anh là cái gì của em? Anh. Thì anh là bạn trai của em. Khỏi em, khỏi bạn trai ở đây nữa. Ha, người con gái em mà nó hạt với em á là ham vật chất, đúng không? Em gặp thằng nào giàu em theo thằng đó chứ gì, đúng không? Bên tôi á thì em nói em yêu tôi, bên thằng khác nhiều tiền em nói yêu thằng khác, đúng không? Đúng. Rồi, ok nè em à, anh nói em nghe nè, anh không chấp nhận những người đàn bà như vậy nè. Cái vỏ hỏi anh mua cho em 15.000 đó, trời trả lại cho anh 15.000 gì, em có biết đâu. Cái vỏ sách, cái vỏ gì, vỏ sách em đang mang đó, 15.000 trả lại cho anh. Đưa đây. Đàn ông con trai gì á mà. Anh nói thiệt với em á, một ngày có tính với em nữa. Đàn bà con ít gái gì. Ít nhỏ mọn anh trả anh đó. Trời ơi, xong chưa?
chưa đâu em, áo phét nữa lột ra. Áo phét của ai? Ai của ai? Của ai chở em mua? Không ở trong siêu thị. Ai chở em đi mua? Quen hàng này quen hàng nọ hả? Đưa đây. Ôi ba, cái đồ quỷ này ai thèm trả anh đó. Đồ dài lột ra luôn. Đồ dài mới mua chuyện qua hát này. Lột ra. Đồ dài của em đi vẫn vậy. Lột ra tôi không biết. Có đồ dài không nổi trời. Cái gì tôi cũng đòi vậy. Quen nhiều thằng hả? Mấy con chiếc này. Bôi ra. Chiếc nữa. Còn tôi chiếc... không giỡn mặt với con nha. Có đồ dài cũng đòi nữa. Nhanh lên. Cái gì nhổ mộn. Nhổ mộn, nhổ bằng bằng cô không? Cô vậy đó. Nè, đây cho em nè. Hà tôi dục. Những món đồ á mà tôi không cần tôi dục vậy đó cô. Tôi hiểu chưa? Nè, không có đi chơi á. Đón xe, đón xe là bộ vậy. Anh em giỡn mà. Anh không có giỡn gì vậy. Anh chở em về ra mắt chi, em chở về ra mắt ba mẹ. Khỏi em, anh không có cần về đâu em. Nha. Khỏi đi. Nè, đi xe về đi em. Không có đi chơi đi. Đây sắp tới nha. Đừng có điện cho anh nha. Anh nói trước nha. Gì vậy trời, anh nhớt. Trời ơi, cho nội. Đi lượm đi. Xin lỗi cha nha, cha trưởng ta, cha tưởng cha đẹp lắm hả? Trời ô cái mặt già như con khỉ gì đó, ai thèm. Trời ơi, không có cha tôi quen người khác. Ôi, người khác còn giàu hơn nữa. Xin lỗi